Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Thêm 17 người Hà Nội, 11 Nghệ An nghi COVID-19. Bộ Y tế phân bổ gần 3 triệu liều vaccine AstraZeneca. Thành phố Hải Dương dừng dịch vụ ăn uống, yêu cầu không tập trung quá 2 người. Trung Quốc xuất hiện đợt lây lan COVID-19 rộng nhất sau Vũ Hán. Sau đây là tin chi tiết. Thưa quý vị, Sở Y tế Hà Nội ngày 30 tháng 7 ghi nhận 17 ca dương tính nCoV tính từ 18 giờ hôm qua. Liên quan đến 5 chùm ca bệnh hiện hành, các tỉnh miền Trung ghi nhận thêm một số ca. Tại Hà Nội, một ca liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội là nữ 58 tuổi ở Phương Trì, thị trấn Phùng, Đan Phượng là F1. Hai người được phát hiện qua sàng lọc ho sốt bao gồm nữ 62 tuổi ở cụm 6 Tân Hội Đan Phượng. Ngày 27 tháng 7, chị bị ho sốt và Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng điều trị. Ngày 29 tháng 7, xét nghiệm dương tính nCoV. Nữ 45 tuổi ở hẻm 106 Phương Mai, Đống Đa, ho sốt đau họng vào ngày 27 tháng 7. Vào Bệnh viện Đa khoa Đống Đa test nhanh và PCR dương tính. 11 người lây ho sốt từ người khác, thứ phát. 6 người ở thôn Bùng, Phùng Xá Thạch Thất là F1, gồm nữ 42 tuổi, nam 47 tuổi, hai nữ cùng 46 tuổi và nữ 53 tuổi, nam 51 tuổi. Họ tiếp xúc F0 lần cuối vào các ngày 19 và 21 tháng 7, xét nghiệm dương tính nCoV ngày 28 tháng 7. Nam 20 tuổi ở xóm Đồng, Bồng Mạc, Liên Mạc, Mê Linh là F1. Nam 43 tuổi ở 145/3 Giải Phóng, Thịnh Liệt, Hoàng Mai là F1. Nam 37 tuổi ở 179/169 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai là F1. Nam 46 tuổi ở Thịnh Yên, Phố Huế, Hai Bà Trưng là F1 đã cách ly tập trung. Nam 8 tuổi, địa chỉ 106/15/34 Phương Mai, Đống Đa. Ngày 28 tháng 7, em bị sốt ho, đau họng, test nhanh và RT-PCR đều dương tính. Hai người thuộc chùm ca bệnh tại B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng. Bé gái 3 tháng tuổi ở hẻm 12 Nguyễn Chính, Thịnh Liệt, Hoàng Mai là F1. Nam 36 tuổi ở 119 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng là F1. Một người liên quan đến chùm thành phố Hồ Chí Minh là nữ 43 tuổi ở Vĩnh Ninh, Chi Thủy, Phú Xuyên. Ngày 20 tháng 7, chị từ thành phố Hồ Chí Minh về Hà Nội trên chuyến bay VN280. Ngồi ghế 11G, ngày 21 tháng 7 xét nghiệm âm tính nCoV, sau đó xét nghiệm dương tính vào ngày 28 tháng 7. Hiện Hà Nội ghi nhận 729 ca nhiễm tại 11 chùm ca bệnh từ ngày 5 tháng 7 bao gồm 36 người phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng và 166 người ho sốt thứ phát, 63 ca liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm số 95 Láng Hạ, 77 ca liên quan đến phố Nguyễn Khuyến, Đống Đa, 89 ca liên quan đến ổ dịch Tân Mai, Hoàng Mai, 37 ca nhiễm liên quan đến phố Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, 32 ca nhiễm liên quan đến B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng, 52 ca nhiễm liên quan đến Bệnh viện Phổi Hà Nội, 77 ca nhiễm liên quan đến Bắc Giang xuất phát từ khu công nghiệp Thăng Long, 83 người liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, 17 người liên quan đến Bắc Ninh. Tại Nghệ An, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật sáng 30 tháng 7 ghi nhận 3 ca dương tính với nCoV. Ca thứ nhất là nam 43 tuổi, trú tại thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An, là F1 của bệnh nhân đã được công bố trước đó. Ngày 21 tháng 7, người này đi ô tô cá nhân với bạn từ Bình Dương về Nghệ An. Ca thứ hai là nam 33 tuổi, trú tại Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, làm nghề lái xe, là F1 của bệnh nhân đã công bố trước đó và được cách ly tập trung. Ca thứ ba là nam 31 tuổi, trú tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc, ngày 28 tháng 7 từ thành phố Hồ Chí Minh về quê và được cách ly tập trung. Từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 29 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC đã ghi nhận 8 ca dương tính với nCoV, trong đó có 7 ca liên quan tới chùm lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Minh An và là các F1 đã cách ly từ trước. Trong số này có 6 nữ tuổi từ 18 đến 52 đều trú tại huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai. Ca thứ 7 là một bé trai 8 tuổi trú tại xã Quỳnh Liên, thị xã Hoàng Mai. Ca thứ 8 là người đàn ông 39 tuổi trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An, là F1 của một ca đã công bố. Ngày 21 tháng 7, người này đi cùng ô tô với bạn từ Bình Dương về Nghệ An, được cách ly tập trung. Những ca này Bộ Y tế chưa công bố coi như ca nghi nhiễm. Như vậy thì sau 3 ngày ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng là nhân viên Bệnh viện Đa khoa Minh An ở huyện Quỳnh Lưu, tới nay ổ dịch này đã ghi nhận 17 ca liên quan, hàng trăm F1.
Từ 13 tháng 6 tới nay, toàn tỉnh đã có 210 ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19 ở 14 địa phương, trong đó thành phố Vinh là 90 ca, Quỳnh Lưu 26 ca, Tương Dương 23 ca và Diễn Châu 20 ca. Tại Huế, 4 người từ thành phố Hồ Chí Minh về được xác định dương tính, nâng tổng số ca nhiễm lên 34 ca. Hai nam 21 tuổi và 24 tuổi ở xã Giang Hải, huyện Phú Lộc, một từ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh về ngày 23 tháng 7, một từ Hóc Môn về từ ngày 21 tháng 7. Nữ 14 tuổi ở xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, từ quận Bình Tân về ngày 26 tháng 7. Ca thứ tư là nam 51 tuổi ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc, đi tàu SE8 từ thành phố Hồ Chí Minh về ga Huế ngày 24 tháng 7. Thừa Thiên Huế đến nay đã ghi nhận 34 ca, trong đó có 20 ca là người từ thành phố Hồ Chí Minh trở về. Tại Hà Tĩnh, 4 người đi tàu SE14 từ thành phố Hồ Chí Minh về ga Yên Trung, huyện Đức Thọ và một người đi xe riêng từ Bình Dương về huyện Kỳ Anh, sáng 30 tháng 7 được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC xác định dương tính với nCoV. Theo CDC Hà Tĩnh, trong 4 người đàn ông đi tàu có 3 người trú tại huyện Lộc Hà, người còn lại quê ở huyện Đức Thọ. Sáng 26 tháng 7, khi về đến Hà Tĩnh và được đưa đi cách ly, họ lấy mẫu xét nghiệm âm tính nCoV, kết quả khẳng định vài ngày sau là dương tính. Tại huyện Kỳ Anh, người đàn ông 28 tuổi quê ở xã Kỳ Tây, ngày 28 tháng 7 đi xe riêng từ Bình Dương về đến chốt kiểm soát phòng dịch ở xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, được đưa đi cách ly, kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Đêm 29 tháng 7, người mẹ 29 tuổi và con gái 4 tuổi quê ở xã Mai Phụ, huyện Lộc Hà cũng đi tàu SE14 từ thành phố Hồ Chí Minh về, xét nghiệm dương tính nCoV. Trước đó, họ được đưa đi cách ly tập trung tại trường mầm non xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, ngày 26 tháng 7 lấy mẫu xét nghiệm âm tính với nCoV. Sáng 29 tháng 7, hai người có dấu hiệu mệt mỏi, ớn rét, đau đầu, rát họng, test nhanh nghi ngờ. Chiều cùng ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính, chuyển tới Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh điều trị. Rạng sáng 26 tháng 7, chuyến tàu miễn phí chở hơn 800 người Hà Tĩnh sinh sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về đến ga Hương Phố, huyện Hương Khê, ga Yên Trung, huyện Đức Thọ. Hiện thì trên tàu ghi nhận 9 ca dương tính với nCoV. Từ ngày 5 tháng 6 đến nay, Hà Tĩnh đã ghi nhận 145 người dương tính với nCoV, trong đó có 140 trường hợp đã được Bộ Y tế cấp mã số bệnh nhân. Bộ Y tế phân bổ gần 3 triệu liều vaccine AstraZeneca. Bộ Y tế vừa có quyết định phân bổ gần 3 triệu liều vaccine AstraZeneca cho 63 tỉnh thành, 23 đơn vị trực thuộc và lực lượng công an quân đội. Nguồn vaccine này do cơ chế COVAX viện trợ và VNVC nhập khẩu. 28 tỉnh miền Bắc tiếp nhận gần 1,1 triệu liều, bằng số lượng phân bổ cho 20 tỉnh phía Nam. Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng nhận 270.000 liều. Ở miền Bắc, Nghệ An, Thanh Hóa được phân bổ 56.000 liều, Hải Phòng là 44.000 liều. Đối với khu vực phía Nam, Bình Dương và Đồng Nai, mỗi tỉnh nhận 73.000 liều. Kiên Giang, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp và Nghệ An nhận hơn 50.000 liều. Các địa phương còn lại tiếp nhận từ 18.000 đến 47.400 liều. Nhóm 11 tỉnh miền Trung nhận hơn 340.000 liều. 4 tỉnh Tây Nguyên được phân bổ hơn 92.000 liều. Theo quyết định này, thì 23 đơn vị gồm các bệnh viện, viện thuộc Bộ Y tế được phân bổ 245.000 liều, trong đó Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Phổi Trung ương được phân bổ 22.000 liều. Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội có 20.000 liều và Bệnh viện Bạch Mai được phân bổ là 18.000 liều. Tính đến sáng 30 tháng 7, có gần 9,3 triệu liều vaccine của AstraZeneca được chuyển đến Việt Nam thông qua cơ chế COVAX, VNVC, nhập khẩu và viện trợ từ chính phủ các nước, chiếm 62% nguồn cung vaccine COVID-19 trên cả nước. Việt Nam đã tiêm hơn 5,5 triệu liều, chủ yếu là AstraZeneca. Thành phố Hải Dương dừng dịch vụ ăn uống, yêu cầu không tập trung quá 2 người. Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương quyết định áp dụng biện pháp giãn cách vì dịch COVID-19 đang bùng phát ở trên địa bàn lân cận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương Trần Hồ Đăng vừa ban hành quyết định áp dụng bổ sung biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó là từ 21 giờ ngày 30 tháng 7, thành phố Hải Dương yêu cầu tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống, kể cả bán mang về. Riêng 3 phường là xã Ái Quốc, Nam Đồng và An Thượng giáp với huyện Nam Sách sẽ thực hiện từ 12 giờ ngày 30 tháng 7. Chính quyền yêu cầu người dân không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học. Đối với các chuyên gia, lãnh đạo quản lý, lao động về thành phố Hải Dương làm việc, địa phương này yêu cầu phải có xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu. Các tổ chức sử dụng lao động phải bố trí ăn ở, nơi làm việc, phương tiện đi lại, lập danh sách báo cáo ban chỉ đạo thành phố. Người lao động khi vào thành phố Hải Dương chỉ được di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Dương đưa ra các biện pháp nêu trên do địa phương giáp danh là huyện Nam Sách vừa bùng phát dịch COVID-19. Từ trường hợp đầu tiên phát hiện vào tối 27 tháng 7 đến trưa 30 tháng 7, huyện Nam Sách có tổng số 16 ca mắc COVID-19. Trong cuộc họp hôm 28 tháng 7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản quyết định tạm thời phong tỏa toàn bộ huyện Nam Sách theo phương châm nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngành chức năng sẽ xét nghiệm diện rộng để đánh giá mức độ lây nhiễm. Trung Quốc xuất hiện đợt lây lan COVID-19 rộng nhất sau Vũ Hán. Đợt bùng phát từ sân bay ở Nam Kinh hiện lan sang 5 tỉnh và thủ đô Bắc Kinh là đợt bùng phát nội địa rộng nhất sau Vũ Hán. Đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Trung Quốc bắt đầu tại sân bay Lộc Khẩu ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, với ca nhiễm đầu tiên được xác nhận hôm 20 tháng 7. Tính đến 29 tháng 7, có hơn 200 người đã bị lây nhiễm, trong đó có ít nhất 30 người ở 15 thành phố, gồm Bắc Kinh và Thành Đô. Tổng số ca nhiễm và tử vong ở Trung Quốc đại lục hiện là 92.811 và 4.636. So với các đợt bùng phát trong nước trước đây, thường chỉ giới hạn ở một thành phố hoặc vài thành phố lân cận. Đợt bùng phát tại Nam Kinh bắt đầu từ một sân bay quốc tế đông đúc và những hành khách xuyên khu vực đi đường dài đã sớm mang virus đến nhiều nơi trong nước. Nó cũng lớn hơn đợt bùng phát hồi tháng 5, chủ yếu ảnh hưởng đến Quảng Đông và là nơi lây lan cộng đồng đầu tiên của biến chủng Delta ở Trung Quốc, với 167 ca nhiễm được ghi nhận. Trương Gia Giới, một điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Hồ Nam, được cho là điểm nóng khác trong chuỗi lây nhiễm, 4 ca nhiễm từng đến sân bay Lộc Khẩu được phát hiện đã xem buổi biểu diễn văn hóa với hơn 2.000 người ở Trương Gia Giới vào ngày 22 tháng 7. Bắc Kinh báo cáo 2 trường hợp trở về từ Trương Gia Giới hôm 29 tháng 7. Wang Wangfa, chuyên gia về hô hấp tại Bệnh viện số 1 của Đại học Bắc Kinh, nói rằng biến chủng Delta có khả năng lây truyền cao cũng dẫn đến sự lây lan nhanh chóng của virus trên toàn quốc. Chuyên gia y tế công cộng tin rằng đợt bùng phát mới nhất vẫn ở giai đoạn đầu và cần phải giám sát nhiều hơn để tìm hiểu liệu có nhiều ca liên quan sân bay và liệu có cần các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc đã tăng cường sàng lọc những người có liên hệ mật thiết và xác định cư dân từng đến Nam Kinh hoặc các thành phố khác ghi nhận ca nhiễm và thắt chặt công tác phòng ngừa. Theo Châu Chi-yun, giáo sư tại trường y tế cộng đồng thuộc Đại học Bắc Kinh, đợt bùng phát mới đây cho thấy công chúng có thể cần tăng mũi tiêm vaccine. Nhưng chúng ta nên chờ kết quả của các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 đối với các người tiêm thêm mũi để xem nó sẽ hiệu quả như thế nào, ông nói. Các chuyên gia y tế trước đó nói với giới truyền thông rằng hầu hết ca nhiễm ở Nam Kinh đã được tiêm phòng. Chính quyền địa phương tiết lộ 7 trường hợp ở Nam Kinh được phân loại là nghiêm trọng, khiến cho người dùng mạng lo ngại về hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, Choang Silihe, một chuyên gia tại Quảng Châu nói rằng vẫn chưa rõ liệu những người này đã được tiêm phòng hay là chưa và nghiên cứu trước đây cũng đã chứng minh vaccine vẫn là phương pháp tốt nhất để ngăn ngừa ca nguy kịch. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể giải đáp kịp thời.